đắp bờ ruộng á. Nè, đây phải đắp xong là cấy luôn ấy. Anh ơi, bọn em thả nước ở đây nhá. Ờ, cứ thả đi. Muốn làm nữa à? Thế em làm đây đi nhá. Đấy, làm đấy.
em đi về ra kia lấy cái gùi nhé. Vâng. Ruộng của ruộng nhà anh có hai cửa này thôi. Vâng. Mình đáp hết rồi ấy. Nhá. Đi lấy ông anh đáp nốt ở đây. Cho mà đi về không? Về đây nhỉ? Vâng. Hết rồi, hai cửa này đó. Đi. Đi, đi, đi. Trèo lên đấy đi ạ, đi cửa này đi nó dễ. Bắt đầu lại không? Bây giờ cháu lên chỗ rồi. Đây. Mạnh to lắm. Nè. Chỗ này chú bán bao tiền? Đâu đã? 200. Để chú bán cho cháu nhé. Ôi dồi, nặng không? Xin nhá. Vâng. Cháu về ạ? Vâng. Hôm nay anh lấy cái này thì anh đổ sang làm đầu hai đứa ơi. Dạ. Đi xong là mình đi ra suối làm nhé. Cho cái đầu lợn này vào trong này. Dạ. Ừ. Lấy con dao cho anh nào. Chào vào đây. Có mùi nhá. Rồi anh với lại tiên mang cái này.
nhỏ ra cho cửa. Nói chưa anh? Còn nói chưa? Chai đấy chưa? Rồi anh làm công này nhá. Tắm đi. Tắm đường nước tạnh mà. Có tắm không? Đi xuống đây tắm nha. Nóng nóng thì phải đi làm ruộng về tắm. Có đơn nữa.
để chị bắt được nhá.